làm từ một cái ná củ me đây. Đây, mình sẽ xây một vòng cho các bạn xem nha. Và cũng như mọi khi thôi các bạn ơi, mình có chuẩn bị một cái ong bóng đó nha. Và mình đi ngược lại đằng kia mình sẽ test lại nha. Và sau bài test này các bạn thấy thế nào thì để lại dưới phần bình luận cho mình biết ha. Rồi, bắt đầu thôi nha các bạn. Mình bắn thử thì cũng thấy ok nha các bạn. Thì lúc nãy mình cũng vừa test xong đó. Các bạn thấy bài test và cái ná của mình như thế nào á thì để lại dưới phần bình luận cho anh biết ha. Và nếu mà các bạn nào thấy hay á thì có thể cho mình một like, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ thêm tinh thần cho mình ha. Mình sẽ cố gắng làm ra nhiều clip hơn nha các bạn. Tại khu vực mình đây cũng dịch bệnh nhiều quá nên cũng không có test được cái gì nhiều các bạn ơi, thì mình chắc có lẽ cũng test vòng vòng mấy thứ vậy thôi. Mình rất mong là được sự ủng hộ của các bạn nha. Cảm ơn các bạn nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở video phía sau nha. Bye.